Ok, hello xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Lê Bá Tùng. Hôm nay thì mình có một cái vấn đề, đó chính là via xác minh danh tính. Mình có khảo sát anh em ở trong nhóm của mình ạ. Thì có anh em vẫn còn đang gặp cái tình trạng là anh em cần phải có via xác minh danh tính để anh em xét quảng cáo. Thì hôm nay mình xin thông báo rằng là anh em không cần phải có via xác minh danh tính, anh em vẫn có thể chạy được quảng cáo như bình thường. Lưu ý rằng cái cách chạy không cần xác minh danh tính này chỉ áp dụng cho tài khoản cá nhân, không áp dụng cho các anh em chạy BM. Đấy, nếu như anh em chạy BM thì anh em chắc chắn phải xác minh danh tính, và cách xác minh danh tính nó cũng rất là dễ. Anh em hãy tự mua cho mình một cái nick Facebook cổ hoặc nick Facebook nào cũng được em nhé, Facebook nào cũng được, chỉ cần một cái nick Facebook mà thôi. Sau đó anh em vào, anh em share cho nó một cái con tài khoản quảng cáo 273 từ một con via khác sang cái con via mà chưa xác minh danh tính, chưa có số điện thoại, thì ngay lập tức cái con via mà anh em mới mua về chưa có số điện thoại nó sẽ bắt xác minh danh tính bằng cách thêm số điện thoại. Thì anh em chỉ cần thêm số điện thoại là xong. Thì đấy là kiểu xác minh danh tính dạng mới, nó rất là đơn giản, rất là dễ làm và nó làm được luôn. Thì hôm nay là video hôm nay đó chính là chúng ta không cần phải có via xác minh danh tính, chúng ta vẫn có thể là chạy được quảng cáo như bình thường. Ví dụ đây là một con tài khoản của mình này, chưa hề xác minh danh tính, mình sẽ vào phần chất ở tài khoản quảng cáo để anh em xem. Thì anh em hoàn toàn có thể là sử dụng những cái con via như thế này. Đấy, mua rất là rẻ thôi, từ 30 đến 50 nghìn, thậm chí có những con nó rẻ hơn rất nhiều. Thì anh em không cần phải xác minh danh tính, anh em cứ vào đây cho mình, anh em thấy không? Cái chỗ chất lượng tài khoản này chưa hề xác minh danh tính đây nhá. Đấy, tài sản bị hạn chế này là do có một cái fanpage bị hạn chế thôi, là biên tập viên của một fanpage bị hạn chế, nó không sao cả, không ảnh hưởng em nhé. Thì chúng ta chỉ cần như vậy và chúng ta lên. Còn với việc cái việc không cái việc không xác minh danh tính, chúng ta chỉ áp dụng cho với chạy tài khoản quảng cáo cá nhân mà thôi. Còn anh em nào chạy tài khoản quảng cáo BM của doanh nghiệp thì lưu ý rằng chúng ta bắt buộc phải xác minh danh tính là một, và luật chơi của Facebook hiện tại đối với BM đó chính là phải xác minh doanh nghiệp. Đặc biệt hơn, cụ thể hơn là với những anh em mà chạy quảng cáo chuyển đổi ấy, thì lại càng phải xác minh doanh nghiệp. Lưu ý rằng chạy được quảng cáo chuyển đổi để sống được một sống được lâu á, chứ còn không phải là lên được xong lại chết, lên được một hai hôm nó chết thì không nói làm gì. Muốn sống được lâu, sống được hàng tuần hoặc hàng tháng thì chắc chắn thứ nhất là BM phải xác minh doanh nghiệp, thứ hai phải xác minh domain, thứ ba là VIA phải xác minh danh tính. Anh em giúp lưu ý giúp mình điều đấy, và cái này là cập nhật mới nhất của thằng Facebook là đối với BM, riêng BM là phải xác minh doanh nghiệp. Đấy, anh em mình dung nhỉ, em cứ hình dung nó giống như xã hội đời thật thì thôi. Đấy, chúng ta là những người bán hàng online ở đây thì có thể chúng ta là người kinh doanh online không đóng thuế, chúng ta không đăng ký kinh doanh, hoặc chúng ta có đăng ký kinh doanh thì chúng ta đăng ký là hộ gia đình. Nó khác với câu chuyện doanh nghiệp. Nếu như doanh nghiệp của bạn làm to tồn tại mà các bạn không có đăng ký doanh nghiệp, không có nộp thuế thì chắc chắn là bị sờ. Đấy, câu chuyện là giống rất nhiều cơ sở mà đã từng livestream hàng hàng nghìn chục nghìn đơn hàng một ngày ấy. Thì đấy là nó tổ chức nó lớn như một doanh nghiệp nhưng mà nó lại không đóng thuế. Đấy, nó không đăng ký thì chắc chắn là bị xử lý. Thì Facebook cũng như vậy thôi. Đấy, xem Facebook cũng vậy, cho nên anh em muốn chạy BM, muốn chạy chuyển đổi, muốn sống lâu thì phải có BM xác minh doanh nghiệp cộng với VIA xác minh danh tính anh em nhé. Cộng VIA xác minh danh tính thì cái phần VIA, nếu như có BM xác minh doanh nghiệp rồi thì cái VIA xác minh danh tính thì nó cũng không cần thiết lắm, bởi vì mình đã lên rồi, lên bằng cái con VIA không xác minh danh tính vẫn lên được. Đấy. Nhưng mà ở đây nó sẽ xảy hai trường hợp, mình test là lên bằng con BM xác minh doanh nghiệp thì không sao, còn lên bằng con BM không xác minh doanh nghiệp thì lập tức BM bị xác minh doanh nghiệp, VIA bị đai, cần phải xác minh danh tính. Thì trường hợp này thì nó rất là khó về. Đấy. Ví dụ như đây mình sẽ cho mọi người xem luôn một cái con VIA không xác minh danh tính nhưng chạy bằng BM, lại BM cũng không xác minh doanh nghiệp cho nên là nó bị đai. Nó bị đai. Đây, mọi người nhìn nhé, mình còn phần chất lượng tài khoản cho anh em xem cái phần này. Thì cái con này đấy, mọi người thấy không ạ, tài khoản bị hạn chế. Đấy, doanh nghiệp thì không bị hạn chế đâu, chỉ bị vô hiệu hóa tài sản thôi, tức là vô hiệu hóa tài khoản quảng cáo do bất thường thôi. Đấy, đây tài khoản quảng cáo đây có lên cao, đấy, có chạy. Đấy, anh em thấy không, nó cũng có mới chi tiêu, đây là còn chưa chạy mới có chi tiêu 200 nghìn thôi, nó chưa chạy, không phải chạy chuyển đổi mà chạy tin nhắn bình thường đã bị thế này, thấy không các bạn, thấy không? Đấy, thì vào phần lỗi này nó chúng hoạt động bất thường thôi.
Đấy, các bạn thấy không ạ? Thì nó sẽ yêu cầu là chúng ta phải thanh toán, yêu cầu chúng ta phải xác nhận tài khoản. Thì muốn xác nhận tài khoản thì con Via phải xác minh danh tính. Thì ở đây nó đai được con Via xác minh danh tính thì chúng ta sẽ phải kháng về thôi. Đấy, ok anh em. Xin chào, hẹn gặp lại anh em ở những cái video tiếp theo chia sẻ về cách để đá xác minh danh tính nếu như chúng ta đã xác minh danh tính xịn. Ok, bye bye.